Thưa quý vị, còn khoảng 2 tuần nữa là tới kỳ nghỉ lễ lớn 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Và thời điểm này thì các bạn trẻ đã có cho mình những kế hoạch riêng, có thể là về quê sum họp cùng gia đình hoặc là đi chơi cùng bạn bè. Không biết là Thủy Tiên đã có kế hoạch nào cho mình trong kỳ nghỉ lễ này ạ? Dạ, đối với em thì em cũng đã có cho mình một cái kế hoạch của kỳ nghỉ lễ. Em quê ở Vĩnh Long và em ở Cần Thơ. Mặc dù là cái khoảng cách nó không xa lắm nhưng mà em có rất ít thời gian để có thể ở cạnh bên ba mẹ cũng như là em trai của mình. Nên là em quyết định sẽ dùng cái cơ hội này để có thể về nhà ở cùng với ba mẹ nhiều hơn. Đây cũng là thời điểm mà gần thi cuối kỳ nữa cho nên là sẽ có rất nhiều bài tập. Nhưng mà em nghĩ là đầu tiên em sẽ dành thời gian để bên gia đình và rồi tự hưởng cho bản thân một cuốn sách hay là một cái bộ phim gì đó trước khi chẳng hạn, để tinh thần của mình có thể thoải mái hơn và sau đó có thể bắt tay vào hoàn thành tiếp những cái phần việc còn lại hiệu quả hơn. Hiện tại thì em có dự tính trong dịp nghỉ lễ là sẽ đi chơi với bạn bè để giải khuây hoặc là giải stress, bởi vì trong công việc học tập của em thì có rất là nhiều bài báo cáo cũng như là bài tập. Với em thì đây là năm cuối của em nên là muốn dùng những cái dịp nghỉ lễ đó để tận hưởng cũng như là tạo dựng những cái kỷ niệm, những cái khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cái cuộc đời sinh viên của em với bạn bè. Vào dịp lễ 30 tháng 4 với 1 tháng 5 sắp tới thì có rất là nhiều bạn trẻ chọn đi du lịch thay vì là về quê. Nhưng mà với em thì em cảm thấy là thứ nhất là thời tiết thì đang rất là nắng nóng. Thứ hai thì là cái lượng du khách đi vào dịp lễ thì nó sẽ rất là đông, tạo nên một cái tình trạng là ùn tắc giao thông cũng như là xe cổ rất là đông. Thì đi du lịch như vậy thì nó sẽ có cảm giác là mệt mỏi hơn chứ không có tạo được cái cảm giác thoải mái. Thay vào đó thì em chọn về quê. Bởi vì về quê thì sau những cái giờ học tập mệt mỏi và căng thẳng thì em có thể tái tạo lại cái năng lượng để có thể trở lại thành phố tiếp tục học tập và làm việc tốt hơn. Cũng như là khi mà về quê thì em sẽ được ăn những cái món ngon của mẹ nấu và được thả mình vào cái không khí bình yên ở quê. Có thể thấy, dù ưu tiên ở bên gia đình hay tận hưởng kỳ nghỉ bằng những chuyến đi chơi, thì hầu như các bạn trẻ đều mong muốn có thể thông qua đó, bản thân được thư giãn, tái tạo lại năng lượng giúp cho việc học đạt hiệu quả tốt hơn.